cây móng lưng rồng còn gọi là thạch bá chi hay cây chân vịt, vạn niên hùng, hoàng dương thảo, hồi sinh thảo, trường sinh thảo, cải tử hoàn thảo, linh chi thảo. Cây móng lưng rồng là cây thảo mọc ở đất trong rừng râm mát, dễ phụ bám chắc vào các phiến đá, sống lâu năm, cao từ 10 cho đến 30cm, thân đứng hoặc nằm, tròn, màu cánh rán, phân nhánh theo lối rẽ đôi, dễ phụ từ gốc tỏa các nhánh đâm xuống đất. Lá nhiều, nhỏ, có lưỡi nhỏ, có hai loại lá, lá ở mặt phẳng dưới thì mọc đuối, trải ra hai bên, lá ở mặt phẳng trên thì hướng về phía trước, lá hình trứng đầu nhọn. Lá có răng cưa thưa, thu hái toàn cây rồi cắt bỏ rễ, có thể dùng cây khô hoặc tươi đều được. Ngày dùng 20 đến 30 g cả lá và rễ khô dưới dạng thuốc sắc uống trong ngày, dùng ngoài dưới dạng sao giòn, tán bột rắc lên vết thương. Theo đông y, móng lưng rồng có vị hơi đắng, không mùi, tính lạnh và sáp, không độc. Dùng móng lưng rồng tươi có tác dụng tàn huyết, dùng khô sao đen có tác dụng cầm máu, do đó được dùng để điều trị tiểu tiện ra máu, trị ngoại, đại tiện có máu tươi, phụ nữ kinh nguyệt kéo dài, chữa bỏng. Đặc biệt, móng lưng rồng khô còn điều trị tốt bệnh viêm gan, vàng da, vàng mắt, tắc mật, hủy hoại tế bào gan, tiểu tiện vàng sánh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong lá móng lưng rồng có những hợp chất flavone như apigenin, sosset du flavone. Các thành phần này có thể ứng dụng trong các bài thuốc trị bệnh. Chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống Khỏe 360. Và thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay ta sẽ tìm hiểu đó là những bài thuốc quý từ cây móng lưng rồng. Và cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Hoàng Phương. Thưa bác sĩ, khi mà nhắc đến cây móng lưng rồng thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái công dụng đó là chữa trị nhức mỏi toàn thân này, viêm khớp, viêm xoang hay là đau dây thần kinh tọa và thoái hóa cột sống. Không biết là cụ thể cái công dụng đó và những bài thuốc áp dụng là như thế nào ạ? Có thể cây móng lưng rồng ấy thì là cũng là một cây mà cũng đang được nhiều dùng nhiều trong theo kinh nghiệm dân gian. Có thể nói một câu như thế này, cái mà người ta biết đến nhiều nhất đối với cây này đó là cái tác dụng mà giảm đau và chống viêm. Thế thì trong đó thì tất cả các cái chứng đau do viêm khớp, đau do bong gân, đau do tổn thương, các dùng do chật đà, vân vân và vân vân thì người ta đều dùng cái cây này. Thì cây có vị đắng, tính mát, nó có tác dụng giảm đau, chống viêm, và tươi thì nó tác dụng là phá huyết, hoạt huyết, và khô thì nó tác dụng là cầm máu rất là tốt. Thế thì các bài thuốc của nó thì có thể nói là để mà điều trị chứng đau viêm khớp thì người ta có thể riêng cái móng lưng rồng thôi. Tức là người ta lấy 30 gram cái cây này, xong rồi người ta sao thơm lên, xong người ta sắc uống. Hoặc không thì chúng ta ngại sắc thì người ta hãm nước, coi như là dạng trà, để mà dự phòng các bệnh lý về khớp, dự phòng các chứng đau, cũng như là có thể là hỗ trợ điều trị khi mà không may chúng ta bị bệnh. Thì đấy là cái tác dụng mà còn là nổi bật nhất của cây móng lưng rồng, hay còn gọi là cây quyền bá. Thì cây này thì là có thể nói rằng là với những cái vùng nông thôn ở vùng sâu vùng xa ấy, thì cái việc để sử dụng các cái chứng phong thấp, những chứng đau nói chung là người ta rất là trọng dụng đến cái cây này. Vâng ạ. Bên cạnh những cái tác dụng của móng lưng rồng như vậy thì còn có những cái tác dụng khác, đó là viêm gan cấp tính hay là bỏng lửa, váng đầu, hoa mắt và vàng da, không biết là cụ thể như thế nào ạ? Đúng là như vậy, bởi vì người ta thấy rằng là cái cây móng lưng rồng này ấy, người ta còn dùng điều trị cái trường hợp bị viêm gan. Khi đó thì người ta thường dùng với móng lưng rồng á 30 gram, cái được thêm mấy bộc thông 15 gram và ngưu tất 15 gram, và chúng ta sắc uống mỗi ngày một thang, và chúng ta sắc một thời gian nó tương đối dài đi một chút. Cái thứ hai nữa là đối với trường hợp mà huyết nói chung, ví dụ như là đi ngoài ra máu này, ví dụ trĩ đấy, hay hoặc là chúng ta bị chảy máu cam, rồi là phụ nữ bị rong huyết, thì người ta thường dùng cây móng rồng, người ta sao đen đi, hãm uống, là người ta kết hợp thêm một số các vị thuốc khác, ví dụ như là dùng thêm với cây huyết dụ, mấy cái hạm 30 gram huyết dụ với 30 gram cái chắc ba diệp sao đen, thế rồi là với cây long nha thảo, thì đấy là thư là thành một bài thuốc có thể nói tất cả các chứng xuất huyết là người ta đều có thể sử dụng, thì sử dụng có tác dụng cầm máu rất là nhanh. Thế rồi với những trường hợp mà bỏng lửa thì người ta thấy lấy cái móng lưng rồng đó thì người ta thao khô xong rồi tán bột ra xong người ta trộn đối với dầu vừng, và sau đó người ta bôi vào trong và vào cái vết bỏng đấy, và cứ 2 đến 3 tiếng
thì người ta đã thay thuốc được một lần. Thì có thể nói rằng là cũng chưa có công trình nghiên cứu nào mà chứng minh, nhưng mà rõ ràng là để mà điều trị được vết bỏng mà nó nhanh và được ấy, thì rõ ràng là phải có tác dụng chống viêm, nó phải giảm đau, nó phải chống phù nề và nó kích thích cho cái tế bào gọi là ở da nó tái sinh. Thì như vậy thì nó mới có hiệu quả. Trên đây tôi nghĩ rằng là cũng là một cái gợi ý để cho các nhà gọi là về bỏng, chuyên khoa bỏng, chúng ta nên nghiên cứu cây móng lưng rồng này. Thế còn ngoài ra cái một số những cái bệnh lý khác nữa thì người ta đơn giản chỉ dùng cái móng lưng rồng xong người ta sao khô lên xong người ta hạ uống thôi. Với dùng với làm lượng từ 20 đến 30 gram. Thì có thể nói là đây là một cây thuốc mà cũng còn, tôi cho rằng cũng còn nhiều các cái tiềm năng khác nữa mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết được. Chỉ có vấn đề là chúng ta trước khi mà chúng ta có những cái bà hướng dẫn mới thì chúng ta hãy trung thành với những cái kinh nghiệm mà của dân gian người ta đã sử dụng. Như thế nó vừa được bảo tính hiệu quả cũng như là tính an toàn. Vâng ạ. Và có những cái thắc mắc về cây móng lưng rồng này thì một vị khán giả ở Điện Biên có gửi câu hỏi về cho chương trình như sau. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 56 tuổi, bị trĩ ngoại độ 1, có được bạn bè mách nước là dùng móng rồng có thể chữa được, vì tôi cũng chỉ mới ở giai đoạn nhẹ. Vậy thì tôi có thể dùng được hay không? Và nếu dùng được thì dùng như thế nào và bao lâu thì có tác dụng ạ? Như phần trên bác sĩ đã nói đấy, chúng ta biết là trĩ nó là một cái bệnh gì? Nó là bệnh mà xa giãn các cái tĩnh mạch ở vùng hậu môn. Và xa giãn đó thì nó tùy theo mức độ mà nó có thể có bị xuất huyết hoặc là nó không xuất huyết. Nó có thể bị xa hoặc là chưa bị xa. Xa rồi nó có thể co lên, hoặc là rồi mà chúng ta không tự co được, chúng ta phải dùng tay chúng ta đẩy lên. Thế thì với trường hợp của bác ở đây á, thì là mới là chỉ độ 1 thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà sử dụng móng rồng là rất hợp lý. Bởi vì làm sao? Vì cây móng rồng ấy thì khi mà chúng ta không bị xuất huyết thì chúng ta dùng ở dạng tươi thì nó có tác dụng gọi là hoạt huyết và phá huyết rất là mạnh. Và có nghĩa là gì? Nó làm cho cái mạch máu của chúng ta nó được lưu thông. Cho nên là cái chính nguyên nhân gây ra trĩ là do máu nó bị ứ động lại, cho nên là tĩnh mạch nó mới giãn ra. Bởi vì chính chúng ta hay ngồi xổm, chúng ta hô xí bệt, chúng ta gọi là hô xí xổm đấy, chúng ta dặn thì như vậy là cái tĩnh mạch nó giãn. Cho nên là chúng ta làm có cái cây móng rồng là tươi ấy, thì chúng ta uống thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ làm cho vững bền mạch, và từ đó nó sẽ giúp cho cái trĩ của chúng ta nó hồi phục và nó không phát triển nữa. Thế còn nếu như của bác mà nó lại độ 1 nhưng mà vẫn có thể bị chảy máu, tức là độ 1 tức là nó đi ngoài thì nó chỉ ra máu thôi, nó chưa xa ra ngoài, thì chúng ta nhớ là chúng ta cái móng rồng này chúng ta phải sao cháy với 30 gram thì chúng ta hã, chúng ta uống thì nó cầm máu rất là nhanh. Cũng như chúng ta dùng lá nhỏ nồi sao đen, cũng như dùng trách bích diệp sao đen hoặc lá huyết dụ sao đen thì cái tác dụng, hoặc là cái hương sen của chúng ta sao đen, tất cả những người bị trĩ xuất huyết mà chúng ta dùng một hoặc hai thứ kết hợp đó vượt kết hợp với nhau á, thì nó sẽ cầm máu lên rất nhanh. Cho nên với trường hợp của bác thì nó là độ 1, nhưng mà nếu mà không chưa xuất huyết thì chúng ta dùng dạng tươi, còn nếu có xuất huyết thì chúng ta dùng dạng gọi là sao cháy lên thì chúng ta dùng. Chứ còn thì khi đã xuất huyết thì chúng ta lại tạm dừng cái loại tươi lại, bởi vì nó phá huyết thì nó làm cho xuất huyết nhiều hơn. Vâng ạ. Cái móng lưng rồng này thì khá là lành tính, nhưng mà không biết là phụ nữ mang thai với trẻ em thì có sử dụng không ạ? Người ta khuyến cáo là phụ nữ có thai thì không nên dùng, bởi vì nó có thể gây sảy thai. Và với trẻ em thì vẫn có thể dùng, thế nhưng chúng ta phải chú ý là liều lượng phải giảm thấp, và hai nữa là phải theo dõi. Và một cái thứ ba nữa là đối với một số trường hợp mà bị bệnh, mắc bệnh xuất huyết, ví dụ những người bị bệnh ưa chảy máu, những người mà cứ một chút mà cái đập vào đâu một tí là tím bầm lên, hay hoặc phụ nữ bị rong kinh, hoặc là những cái trường hợp người bị trĩ đang chảy máu, thì cái móng rồng này, cái loại tươi là chúng ta không được dùng. Chúng ta không dùng. Thế còn thì nếu mà có, chúng ta có thể dùng cái loại mà nó sao đen thì lại có tác dụng tốt. Thì đấy là hai cái tác dụng với hai cái dạng khác nhau, một dạng tươi và dạng sao đen, hai thứ nó là như vậy. Vâng ạ. Như vậy là dù cái công dụng của móng lưng rồng rất là lành tính, nhưng mà chúng ta cần phải thăm hỏi ý kiến của các thầy thuốc thì chúng ta mới đảm bảo được liều lượng sử dụng thật là tốt nhất. Một lần nữa rất là cảm ơn những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về rất là tuyệt vời của cây móng lưng rồng, và bên cạnh việc chúng ta sử dụng cái bài thuốc này thì chúng ta cũng phải áp dụng một chế độ ăn uống nghỉ ngơi thật là hợp lý để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ tốt nhất cho việc điều trị bệnh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.